Đây là cây hoa hồng của mình nhé. Hiện tại thì đang thời điểm mùa hè, thời điểm nhiệt độ nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên thì cây hoa hồng nó vẫn rất là xanh tốt này. Quý vị các bạn nhìn này, lá của nó rất là mỡ nhé và xanh bóng. Đó. Đây là cây hoa hồng bạch hò này, dáng chi rất là đẹp nhé. Thời điểm mùa hè thì hoa hồng nó không thích hợp với điều kiện thời tiết và nhiệt độ, do nhiệt độ nó quá là cao. Vì vậy là đa số các bạn gặp phải trường hợp là những cây hoa hồng nó bị cháy lá, nụ bị đen và không nở được. Nếu mà nở được thì có bông hoa của nó rất là xấu, vừa nhỏ nó lại, hơn nữa nó lại vẹo vọ, nó không chuẩn form. Đó là cái đặc điểm chung của hoa hồng vào mùa hè. Đấy, quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Cây của nó rất là xanh tốt nhé, rất là đẹp, lá vẫn rất là mướt. Tuy không bằng vào thời điểm mùa đông nhưng cây của nó duy trì được như này thì cũng không phải là dễ. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về bí quyết để làm sao cây hoa hồng vào thời điểm mùa hè vẫn duy trì và phát triển được một cách bình thường và cây của nó luôn xanh tốt như thế này nhé. Quý vị và các bạn thấy đây là một dãy hoa hồng chứ không phải là một cây hoa hồng. Nó đều xanh tốt và phát triển như thế này. Để cây hoa hồng vào mùa hè phát triển xanh tốt thì quý vị phải lưu ý một số vấn đề như sau. Về độ ẩm, đây là yếu tố quan trọng nhất nhé. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cây hoa hồng có thể phát triển được hay không. Mùa hè do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ rất là cao, vì vậy cây mất nước rất là nhanh. Vì vậy các bạn nên duy trì độ ẩm thường xuyên cho cây bằng cách là tưới nước cho cây thường xuyên, một ngày có thể lên tới 2-3 lần để cây có độ ẩm duy trì thì cây nó sẽ phát triển. Quý vị nhé, các bạn có thể tưới vào thời điểm sáng sớm và thời điểm chiều tối và thời điểm khoảng một lần nữa, khoảng thời gian là 90 giờ chẳng hạn. Và cách tưới như thế nào thì hôm nay mình sẽ chỉ luôn cho các bạn về cách tưới. Nếu mà các bạn có điều kiện lắp tưới nhỏ giọt là tốt nhất, tuy nhiên thì không phải bạn nào cũng có điều kiện để tưới nhỏ giọt. Cách thứ hai là các bạn có thể dùng béc lắp để tưới cho cây bằng cách tưới đều, tại vì béc nó sẽ tưới được cả lá và duy trì độ ẩm trong đất. Nếu mà không có béc thì các bạn có thể dùng vòi để tưới, và việc tưới vòi như thế nào thì mình cũng sẽ chỉ luôn ở trong cái video này. Khi các bạn dùng vòi để tưới thì các bạn lưu ý là tưới đẫm ở phần gốc, sau đó các bạn tưới cả phần tán và lá cây để giảm nhiệt độ cái nóng của mùa hè. Như vậy thì cây nó sẽ mát và nó sẽ phát triển, tránh hiện tượng bị cháy lá do thời tiết nhiệt độ quá cao. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về một số cách khác nhau để tưới cho cây hoa hồng vào thời điểm mùa hè. Đây có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp cho duy trì cái độ ẩm cho cây hoa hồng để nó phát triển một cách bình thường vào thời điểm thời tiết cực kỳ nắng nóng. Và một yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng, đó là cây phải đảm bảo về
cường độ chiếu sáng. Tức là các bạn phải đảm bảo cho cây tránh ánh nắng trực tiếp bằng cách các bạn có thể dùng lưới đen để che bớt, giảm cường độ chiếu sáng. Nếu nhiệt độ cao quá 38, 39 hoặc trên 40 độ C thì các bạn có thể dùng hai lớp lưới đen để hạn chế cường độ chiếu sáng của mặt trời. Nếu nhiệt độ thấp hơn thì các bạn có thể dùng một lớp lưới đen để hạn chế cường độ chiếu sáng trực tiếp lên cây. Nếu các bạn không có điều kiện để dùng lưới đen hoặc là che chắn thì chúng ta có thể để cây ở dưới bóng mát, để cây dưới bóng mát để giảm cường độ chiếu sáng của ánh sáng mặt trời. Hoặc các bạn có thể trồng cây trong chậu hoặc trồng ở đất bên cạnh những cây lớn để có bóng mát. Như trường hợp của mình, cây nó phát triển rất là xanh tốt tại vì mình trồng ở dưới đất. Nó đảm bảo cho bộ rễ của nó rất là mát. Hai nữa là hạn chế cường độ chiếu sáng của mặt trời. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở bên cạnh là những cái cây bưởi, vào hướng đông và hướng tây đều có, hai bên đều có hàng cây bưởi. Nó sẽ hạn chế ánh nắng mặt trời rất là nhiều. Vì vậy nó sẽ giảm nhiệt cho cây. Đấy, quý vị và các bạn xem những cái cây hoa hồng của mình không có sâu bệnh, nó rất là xanh vào cái thời điểm mùa hè. Nếu để duy trì được như này, quả thực là không phải là đơn giản. Và một yếu tố thứ ba nữa là vào mùa hè thì thời tiết nắng nóng nên là phát sinh nhiều các loại bệnh, đặc biệt như là bệnh bọ trĩ và bệnh nhện đỏ. Các bạn quan sát thường xuyên ở trên cây để phát hiện ra các loại bệnh khác nhau và có biện pháp phòng trừ. Nếu mà bệnh bọ trĩ thì các bạn có thể phun thuốc như là Radian và một số loại thuốc khác. Và bệnh nhện đỏ thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc như là Karate vân vân. Và một số bạn hỏi là bón phân như thế nào. Thì đối với cây hoa hồng vào thời điểm mùa hè, nhiệt độ nếu mà trên 35 độ C thì bộ rễ của nó sẽ khó mà hấp thụ được chất dinh dưỡng. Nếu các bạn bón nhiều phân hóa học quá thì nó sẽ phản tác dụng, nó không hấp thụ được. Hơn nữa có thể làm cho rễ nó bị nóng và có thể bị chết. Vì vậy các bạn nên bón lượng phân vừa phải, tức là nên bón ít cho cây, và các bạn lựa chọn vào thời điểm mát, tức là thời điểm nhiệt độ thấp nhất vào mùa hè. Ví dụ như mà nắng nóng nó sẽ có ngày lên nắng nóng đỉnh điểm và sau đó nó sẽ giảm nhiệt, thì chúng ta chọn những ngày giảm nhiệt để chúng ta có thể bón phân cho cây hoa hồng với liều lượng ít thôi các bạn nhé. Và một điều nữa không kém cũng khá là quan trọng, nếu mà các bạn đối với những cây hoa hồng mà nó còn nhỏ như thế này, là cây tương đối lớn rồi, cây này đã được 3 năm tuổi. Đối với những cây hoa nhỏ mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể ngắt bỏ những cái bông hoa và nụ để tập trung cho cây nó phát triển, tức là chúng ta dưỡng cây đó các bạn ạ. Đây thì mình ở trong vườn nó khá nhiều cây và những cây này nó lớn rồi nên mà mình cũng ít có thời gian, nên là mình vẫn để những cái bông hoa hồng này. Tuy nhiên thì đối với các bạn mới trồng cây hoa hồng, cây nó còn nhỏ yếu thì các bạn nên ngắt bỏ những cái nụ hoa như thế này để dưỡng cây, để cho cây nó phát triển nhé. Vừa rồi là mình đã trình bày cho các bạn 4-5 cái điều cực kỳ quan trọng cần lưu ý trong quá trình trồng cho cây hoa hồng để cây hoa hồng vẫn có thể phát triển được vào cái thời điểm mùa hè một cách tốt nhất. Rồi và bây giờ thì các bạn áp dụng ngay và cho mình xem kết quả nhé. Chúc các bạn thành công. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn ngắm lại những cái cây hoa hồng ở trong vườn nhà mình vào cái thời điểm mùa hè
Đây là toàn bộ những cái cây hoa hồng, chủ yếu là những cây hoa thần chi nhé. Đó, rất là xanh này. Lá của nó vẫn xanh mướt nhé. Mình thấy nhiều bạn gặp phải vấn đề vào mùa hè rất là nhiều về hoa hồng nó cháy lá và bệnh, đặc biệt là bọ trĩ cũng như là nhện rất là nhiều. Vườn hồng xác xơ, nhìn trông nhìn rất là thảm. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn đang xem kênh mà thấy hay, có ích thì hãy đăng ký kênh và cho mình một like, đồng thời chia sẻ cái video này để mọi người yêu thích và đam mê hoa hồng cùng biết để có những cái cây hoa hồng đẹp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.